Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân này: lấy gì nghiệm biết có trời rồng dược xoa Atula vân vân ở 3.000 đại thiên thế giới khác đến chốn này để chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen, chắp tay nhũ quanh bên phải, hoan hỷ hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của vị kia đã viết ra thọ trì. Khi ấy Phật bảo trời Đế Thích: các thiện nam thiện nữ vân vân này, nếu thấy chỗ để kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hào quang vi diệu chiếu sáng, hoặc ngửi chỗ ấy có mùi hương thơm lạ kỳ lạ, hoặc lại nghe có âm nhạc êm dịu, nên biết lúc ấy có trời rồng vân vân đầy đủ oai đức thần lực hùng mạnh đến chỗ ấy để chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen, chắp tay nhũ quanh bên phải, hoan hỷ hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của vị kia đã viết chép thọ trì. Lại nữa kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này, tu hạnh thanh tịnh, sửa sang chỗ kia trang nghiêm, trí tâm cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết lúc ấy có các trời rồng vân vân đầy đủ oai đức thần lực hùng mạnh đến chốn ấy để chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen, chắp tay nhũ quanh bên phải, hoan hỷ hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của vị kia đã viết chép thọ trì. Kiểu thi ca: tùy theo các trời rồng vân vân có đầy đủ oai đức thần lực hùng hậu như vậy đến chỗ ấy, thì chốn ấy nếu có ác ma tà thần liền kinh hãi sợ sệt tan rã, không dám ở đó. Do nhân duyên này, các thiện nam thiện nữ vân vân liền phát khởi tâm quảng đại thắng giải thanh tịnh, việc tu hành thiện nghiệp tăng trưởng sáng rỡ bội phần, làm việc gì cũng không bị chướng ngại. Vì vậy chỗ nào để Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phải dọn dẹp những ô uế chung quanh, phủ quét lau chùi dưới nước hương thơm, trải bày tòa báu, rồi đặt kinh lên đó, đốt đèn dâng hoa, sông trầm, treo cờ, đèn chuông xen lẫn với nhau, trang hoàng bằng các loại chân kỳ, vàng bạc quý báu, y phục anh lạc, kỹ nhạc đèn sáng, các loại tơ lụa. Nếu có thể cúng dường kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, liền được các trời rồng vân vân đầy đủ oai đức thần lực hùng hậu đến nơi đó chiêm ngưỡng, đọc tụng cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen, chắp tay nhũ quanh bên phải, hoan hỷ hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của vị đó chép ra thọ trì. Lại nữa kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này, nếu cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, nhất định thân tâm không mỏi mệt, được anh lạc, điều hòa thân tâm, nhẹ nhàng thân tâm, do buộc tâm vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi ban đêm ngủ không thấy ác mộng, chỉ gặp mộng lành. Nghĩa là thấy Như Lai, ứng chánh đẳng giác, sắc thân hoàng kim, tướng hảo trang nghiêm, phóng hào quang sáng rỡ, chiếu khắp tất cả. Thành văn Bồ Tát vây quanh trước sau, trong chúng nghe Phật thuyết bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến pháp tương ứng với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nghe phân biệt bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến nghĩa tương ứng với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Hoặc ở trong mộng thấy cây Bồ Đà, cây đó cao rộng, với các thứ báu trang nghiêm, có đại Bồ Tát đến ngồi kiết già dưới đó và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các loài hữu tình. Hoặc ở trong mộng thấy vô lượng trăm ngàn muôn ước số chúng đại Bồ Tát luận nghị chọn lựa nghĩa của các pháp, nghĩa là phải nên thành thuộc hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, tu Bồ Tát hạnh, hàng phục quân ma, đoạn trừ phiền não tập khí, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hoặc ở trong mộng lại thấy mười phương thế giới đều có vô lượng muôn ước chư Phật và cũng nghe âm thanh của chư Phật, nghĩa là thế giới nào thì có Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, hoặc trăm ngàn muôn ước đại Bồ Tát thành văn đệ tử đều cung kính vây quanh Phật nghe thuyết pháp. Hoặc ở trong mộng lại thấy vô lượng trăm ngàn muôn ước chư Phật ở mười phương thế giới nhập niết bàn. Sau khi mỗi vị Phật nhập niết bàn đều có thí chủ cúng dường xá lợi Phật, họ dùng bảy bóng vì diệu xây dựng vô lượng trăm ngàn muôn ước tháp lớn. Lại nữa, mỗi mỗi pháp đó